Cao Minh xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài ABC TV 57.8. Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình Nhận định thế sự cùng với bình luận gia Lý Đại Nguyên. Cao Minh xin trân trọng kính chào bình luận gia Lý Đại Nguyên và mời ông gửi lời chào chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay thưa ông. Kính chào con quý vị, cảm ơn công nhân. Kính thưa quý vị, phải nói ngày hôm nay một ngày sau ngày bầu cử thì chúng ta bước ngay vào một cái sự kiện có thể nói là rung động cả Hoa Kỳ cũng như là tất cả các quốc gia trên thế giới. Thì ngày hôm qua ngày thứ ba thì Hoa Kỳ sau những cái tháng năm tranh cử đã có cái vị tân tổng thống là ông Donald Trump, thì có thể nói là kết quả mà ông Donald Trump thắng cử phải nói là một cái cú sốc cho đảng Dân Chủ. Thì chúng ta thấy với cái kết quả là 279 phiếu cử tri đoàn so với lại bà Clinton là chỉ có là 228. Thì thưa bình luận gia Lý Đại Nguyên, chúng ta nhìn lại cái kết quả của bầu cử ngày hôm qua phải nói là rất là hồi hộp đến giây phút chót. Thì theo ông, những cái nguyên nhân, cái lý do nào dẫn đến sự thất bại của đảng Dân Chủ cũng như là sự thành công của ông Donald Trump thưa ông? Ông, cái cuộc tranh cử này á, nó mang một cái tính chất đặc biệt vô cùng. Trước sau chưa có một cái ông tổng thống được đề cử ra mà cái đảng của họ không chấp nhận. Thế là cái việc đầu tiên. Tức là đơn thương độc mã ra. Nhưng tại sao mà thành công như vậy được? Vì ông đánh đúng tâm lý của cái người bình dân da trắng. Phải nói chẳng là bình dân da trắng. Người trí thức da trắng này không theo ông ấy. Cho nên là cuộc bầu cử này đó, theo cái phiếu mà gọi là cử tri phổ thông đó, thì bà Clinton thắng Hơn khoảng 121.000 phiếu, nhưng mà thua cử tri đoàn, bởi vì cái cơ cấu của bầu cử của nước Hoa Kỳ nó đặc biệt là nó tạo ra cái gọi là cái bình đẳng cho các tiểu bang, không để có tiểu bang lớn quá để ớt phiếu tiểu bang nhỏ. Thành ra khi ngày lập quốc họ đã tính ra rằng không để cho các bang lớn hiếp tiểu bang nhỏ, cho nên họ cho bầu cử theo cử tri đoàn. Và như vậy ông Trump thắng cử tri đoàn. Và thắng cử tri đoàn mà bà Clinton thắng phiếu là phổ thông là phiếu. Đấy là cái từ xưa này vẫn có cái trường xảy ra. Nhưng riêng trường hợp này thì vấn đề đặt ra là cái người bỏ phiếu bà Clinton họ đúng, họ đứng ở phía đông, trong đó có tôi. Giờ bên đây phải nói là chia buồn với là bình luận gia Lê Đại Nguyên. Tôi đứng phía đông, bởi vì chúng ta đứng phía đông. Và phía đông đấy là phía đông nhận thức ra rằng nước Mỹ cần phải có người mà hiểu biết chính trị. Nhưng không, mà cái số thắng của bà không phải là một con số áp đảo. Mình nói cả một quốc gia Hoa Kỳ gần 300 triệu người như vậy, hơn 300 triệu người, mà chỉ thắng hơn 100 mấy ngàn phiếu, thì 120 mấy ngàn phiếu nó không phải một con số rất là lớn, phải không thưa? Thì sao bị cái không lớn là từ cái tiểu bang. Bởi vì bà Clinton ở cái ban vận động bà quên một điều. Ông Trump, ông chống lại người da màu, ông chống lại người di dân, ông chống lại người nhập cư. Thì cái người nhập cư họ báo nó vào Clinton. Vấn đề không phải vận động phía đó, không phải vận động người da đen, cũng chẳng phải vận động người di cư, nhập cư, mà phải vận động người da trắng. Tức là phải chọn cái đối tượng để vận động. Đối tượng da trắng là cái đối tượng mà ông Trump nắm. Theo nhiều người nhận xét cái việc cái yếu tố mà cái ông James Comey ông đưa ra cái yếu tố của FBI, đó phải là một cái đòn phải nói là chí tử so cái cuộc vận động này không thưa ông? Nếu ai đọc cái biết đó kinh thánh đó thì thấy cái trò chơi này, trò chơi của ông Philato, tức là ông quan cai trị của La Mã đấy, ông xử án Đức Giêsu. Ông xử án từ từ tử hình rồi. Ông đưa ra trí dân chúng bảo muốn các dân coi muốn tử sự tử ông này không? Dân Do Thái bảo tử tử. Thì ông đã phán quyết rồi, ông phán quyết là tử tử rồi thì ông ra ông nói vậy thôi. Ông ra ông rửa tay mà tôi không có tội gì cả. Tức là ông Comey, ông đem ra một cái bức thư gửi cho Quốc hội. Rất mù mờ. Tức là ông chưa biết gì cả, ông gửi ô có một số email như vậy. Thì tôi gửi cho tôi chưa kịp kiểm tra gì cả, nhưng mà sợ nó có thật sự có vấn đề. Nhưng mà nó cũng chẳng có vấn đề cả. Thì trong 10 ngày như vậy, 2 ngày cuối cùng mới đem cho cô gửi, không chuyện nó không có gì hết cả. Quá trễ, có thể nói là hơi trễ. Bởi vì như vậy cho người ta bỏ phiếu rồi.
những người mà người ta nghi ngờ, người dân Mỹ người ta cũng sợ lắm, bởi vì đích thực ra bầu ra một bà tổng thống mà cuối cùng phải đem tòa án, người ta bẽ mặt lắm chứ. Cho nên phải đó. Mà kế hoạch này tôi cho là nó ghê gớm quá. Chú nghĩ là có một cái bàn tay của người nào đứng đằng sau những cái chương trình? Bàn tay thì tất nhiên nó phải có. Nó có, nhưng mà không chắc ông hôm nay có biết cái việc đó không? Hay họ chỉ đẩy một cái khéo léo để mà phải làm việc này thôi. Vì bàn tay lông lá ở nước Mỹ này khi khổ quá. Chúng ta không biết cái thế lực siêu quyền lực nào. Mà trở lại với đảng Cộng Hòa thì chúng ta biết là đảng Cộng Hòa mặc dù đã bỏ rơi ông Trump trong những cái đầu những lúc mà ông ra tranh cử như vậy, nhưng mà chúng ta biết là cái phản ứng, cái lá phiếu của người dân Hoa Kỳ, mặc dù chúng ta biết là cử tri đoàn là người quyết định, nhưng mà những cái điều ông Trump đưa ra, có phải là những cái vấn đề ông đưa ra nó cũng tạo nên cái sự hoài nghi của mọi người, nhưng mà tại sao ông vẫn thắng được cái lòng của những người? Bởi vì ông đi đúng vào cái tâm lý của người bình dân da trắng, là cái vấn đề kỳ thị màu da, kỳ thị chủng tộc. Vì trong cả thế giới này bây giờ hiện tại, hầu như tất cả các cường quốc trên thế giới họ đều đi vào khuôn những đó là dân tộc chủ nghĩa, Trung Cộng, Nga và Âu Châu họ cũng lơ là với Mỹ. Mỹ muốn thiết lập quan hệ xuyên đại Tây Dương không chấp nhận. Mà đích thực ra Âu Châu nếu có Mỹ chống lưng thì rất có thể thua với Nga. Nhưng họ vẫn muốn bắt tay với Nga để mà gọi là bỏ cấm vận đi để buôn bán với Nga. Nếu bây giờ hiện tại bên Âu Châu thất bại thì cái phía Đông Âu đó là cái nặng nhất, chịu nặng nề nhất, vì ông Nga sẽ bành trướng ở đó. Đó là vấn đề đặt ra. Cho nên là hiện tại chúng ta thấy rằng thế giới nó thay đổi một cách quyết liệt. Nước Mỹ, chúng tôi đã nói lần trước là thời Clinton đem tư bản ra khắp thế giới, định dùng tư bản cải hóa khắp thế giới để các thế giới, nhất là thế giới cộng sản đi vào cái khuynh hướng tư bản. Ồ, làm được rồi, tàu cũng đi vào như vậy, các nước cộng sản, ngay cộng sản Việt Nam cũng đi vào tư bản, rõ ràng quá. Thì cái việc mà ông Obama cũng làm việc đó, ông Clinton làm việc đó, Obama tiếp tục làm việc đó, thì thấy rằng công việc tiến triển rất đều đặn. Và những nhà tư bản Hoa Kỳ được nâng đỡ quyết, nâng đỡ vô cùng để mà đầu tư ở các nước cộng sản, đầu tư các nước gì tiểu để lấy thu lợi và khỏi đóng thuế. Không những không đóng thuế mà nhà nước công Hoa Kỳ phải bảo trợ, phải bảo vệ cái vốn của ông. Ông thất bại thì tôi bồi thường. Nhưng mà người ta cũng có nhận định là cái sự thất bại của đảng Dân Chủ một phần nào cũng cái lỗi của chính quyền Obama. Có thể là người dân Hoa Kỳ họ bất mãn như cái gì đó, những cái gì đó của Obama. Chúng ta nói rất nhiều lần rồi. Ông Obama là người da đen. Dù sao cũng có mặc cảm. Ông không dám là mạnh tay cái gì hết. Không mạnh tay với người da đen, cũng chẳng dám mạnh với người da trắng, và không dám mạnh tay với thế giới. Bởi vì ông nên là con người mà tự nhiên, dù ông có khoa học rất cao, nhưng mà khi nhìn lại mình vẫn thấy cái gì nó có mặc cảm. Thành vấn đề là ra là để 8 năm của ông ấy, người ta đem ông lên làm tổng thống, cũng không ngờ đâu ông lên làm tổng thống. Chúng ta cũng bất ngờ, cũng như ông Trump này bây giờ đây, ông da đen ngồi vào vòi bốc cũng làm chúng ta bất ngờ. Vậy có cái gì xếp sắp để cho ông lên như vậy? Hồi đó thì đích thực ra tôi ủng hộ rất nhiều với ông Merkel. Ông ấy đem ra chương trình hay quá, tức là thống nhất tất cả các lực lượng dân chủ thế giới lại với nhau, họp lại với nhau thành lực lượng rất mạnh, tác dụng vào Liên Hợp Quốc, thay đổi cái Liên Hợp Quốc đi, cơ cấu nó không có cái phủ quyết của cái nền dân chủ, từ làm dân chủ hóa. Và với lúc bây giờ với xây dựng kinh tế thị trường thì tôi thích rất vai trò đó. Nhưng cuối cùng là tôi cũng ủng hộ ông Merkel, cuối cùng ông Obama lên cầm quyền. Thì vấn đề chúng ta nghĩa là hoàn toàn không hiểu gì về cái lực ngầm ở trong nước Mỹ.
Kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép được tạm dừng chương trình ở đây. Để lại phần 2 của chương trình thì chúng tôi xin phép đặt một số câu hỏi liên quan đến kết quả cuộc bầu cử này, nó sẽ ảnh hưởng thế nào đối với Việt Nam cũng như là một số quốc gia khác như là Trung Cộng hay là Nga Xô. Kính thưa quý vị, vẫn giữ làn sóng để theo dõi một số thông tin thương mại và trở lại phần 2 của chương trình ngày hôm nay.